Xin chào mọi người, mình là Yến Chi và rất vui được gặp lại mọi người tại kênh của Nhịp Bóng Đá. Hãy cùng mình cập nhật những tin tức về bóng đá thế giới trong vòng 24 giờ qua. Đừng quên bấm nút like, share và subscribe cho kênh của tụi mình. Hài hước nhất của các ngôi sao bóng đá năm 2019. Bóng đá là một trong những môn thể thao hấp dẫn nhất hành tinh và nó còn trở nên hấp dẫn hơn khi mà những hình ảnh khó đỡ trên sân bóng. Bên cạnh những màn trình diễn đẳng cấp trên sân cỏ thì các ngôi sao bóng đá thế giới đã cho thấy được sự nhí nhảnh và lầy lội của mình trong các buổi tập cũng như là sinh hoạt hàng ngày. Hôm nay, hãy cùng Mr. Zero xem lại những tình huống hài hước nhất của các ngôi sao bóng đá trong năm 2019. Kylian Mbappe là một trong những ngôi sao trẻ đầy tiềm năng của làng túc cầu. Trên sân cỏ, Mbappe khiến cho người hâm mộ nhận ra anh cũng chỉ là một cậu thanh niên 20 tuổi với những trò nghịch ngợm ngớ ngẩn như thế này trên sân tập. Nếu mà bạn vẫn đang ngỡ ngỡ không biết đây có phải là Neymar hay không thì xin chúc mừng bạn, bạn đã đoán đúng. Vẫn là gương mặt ấy, mái tóc ấy, nhưng chính điệu nhảy khó đỡ đã khiến ai cũng phải hoài nghi. Nhưng mà anh chàng đã không hề cô đơn khi mà có đồng đội góp vui cùng. Fan của Brazil và Real không khó để có thể nhận ra chủ nhân đầu xoăn tít thô lo này chính là Marcelo. Dù ở Real hay là Juventus thì Ronaldo vẫn cho thấy được mình là một vựa muối cho cả đội. Khi thấy các phóng viên đưa tin trong một buổi tập, CR7 đã không bỏ lỡ cơ hội pha trò khiến cho đồng đội cười bo trước giờ tập luyện căng thẳng. Trong tình huống lần này thì các cầu thủ có lẽ chỉ muốn dành tặng cho đồng đội của mình một món quà sinh nhật. Mỗi tội, thay vì tặng một chiếc bánh kem thì hai anh chàng này lại tặng cho những nguyên liệu để làm bánh. Đừng nghĩ rằng cầu thủ chỉ biết đến bóng đá và tập luyện, bởi ngoài sân cỏ, họ còn có cả tá trò chơi khăm dành cho nhau. Nạn nhân xui xẻo lần này không ai khác chính là chàng tiền vệ đỉnh trai của Barca, Felipe Coutinho.
Tình huống lần này thì có lẽ sẽ khiến nhiều người hiểu nhầm hoặc thậm chí là đỏ mặt. Nhưng mà khoan đã, thử đổi một góc quay khác thử xem nào. Đó chỉ là một động tác massage trên sân tập mà thôi. Khi còn là đồng đội ở Barca thì Neymar và Suarez vốn hay trêu đùa nhau. Neymar thậm chí cũng muốn ăn thua đủ vì bị chọc quê. Messi dù đứng giữa nhưng lại tỏ ra vô cùng thản nhiên, bỏ tay vào túi quần. Có lẽ anh đã quá quen với những trò chọc quẹo của hai đồng đội của mình. Khi còn ở Real thì Ronaldo vẫn thích đùa giỡn với đồng đội. Bộ đôi Bồ Đào Nha Fabio Coentrão và Cristiano Ronaldo đã có một màn thử tài đấu vật ngay trên sân tập của Real ở đại bản doanh Van de Beek. Cả ba ngôi sao đều đã ở ngưỡng tuổi 30 tuổi nhưng vẫn rất hồn nhiên với những màn WWE này. Eric Bailly từng nay lang Ibrahimovic trong phòng thay đồ. Chỉ cần hành động này cũng đủ thấy được độ liều của Bailly, bởi Ibra vốn sở hữu đai đen của Taekwondo và có thể cho anh mềm xương bất cứ lúc nào. Chuyện các cầu thủ đổi áo cho nhau sau mỗi trận đấu dường như đã trở thành truyền thống của môn thể thao vua. Thế nhưng đổi quần của hai cầu thủ này thì quả là một chuyện hiếm gặp. Các bạn vừa được xem qua những tình huống hài hước nhất của các ngôi sao bóng đá vào năm 2019. Bạn yêu thích khoảnh khắc nào nhất? Hãy cho chúng tôi biết bằng cách để lại comment ở phía bên dưới. Đừng quên nhấn like, share và subscribe. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.